nguồn gốc nghệ danh của ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh. Lấy nghệ danh Mạnh Quỳnh, nam ca sĩ có ý ngầm đối chiếu với giọng hát Mạnh Đình đang nổi như cùng thời bấy giờ. Mấy chục năm trước, bỗng dưng Tuấn Vũ bạc tinh, không chỉ khán giả mà ngay người trong nghề cũng không biết giọng ca hoa sứ nhà nàng ở đâu. Các trung tâm thiếu ca sĩ nam nên lúc ấy tiếng hát Mạnh Đình đặc biệt thành công. Mạnh Đình đình đám lắm, nổi tiếng lắm, ông Lê Đức Cường, người sáng lập Người Đẹp Bình Dương, nhớ lại. Tại thời điểm khan hiếm giọng ca nam, Người Đẹp Bình Dương rất tình cờ được một nam ca sĩ còn khá trẻ, ngoài 20 tuổi, gửi cho một cuốn băng mẫu để giới thiệu giọng hát. Chủ Người Đẹp Bình Dương thấy giọng hát thật ngọt ngào nên đồng ý hợp tác, sẵn sàng bỏ tiền đầu tư. Chàng trai ấy có tên Mạnh Dũng. Mạnh Dũng nghe không nghệ sĩ lắm, không bay, nên tôi với bà xã đề nghị chàng lấy nghệ danh Mạnh Quỳnh. Lấy nghệ danh Mạnh Quỳnh, cho đẹp, cho nghệ sĩ, là một chuyện. Còn để đối chiếu với ca sĩ Mạnh Đình của ASEA nữa, ông Lê Đức Cường, người sáng lập Người Đẹp Bình Dương kể: Mạnh Quỳnh của hiện tại đẹp trai, phong độ. Anh là một trong những nam ca sĩ không bị thời gian tác động về giọng hát lẫn hình thức. Thậm chí, theo người lăng xê tiếng hát Mạnh Quỳnh thì hiện tại anh còn đẹp hơn ngày xưa. Mạnh Quỳnh xưa cũng đẹp trai nhưng gầy lắm. Những video đầu tiên trên Thúy Nga Paris cũng gầy, chưa phong độ như bây giờ. Trên con đường sự nghiệp, Mạnh Quỳnh không chật vật để khẳng định chỗ đứng của mình. Chừng 4, 5 tháng là Mạnh Quỳnh có tiếng rồi. Vì Tuấn Vũ đi đâu không rõ, mất tích, mất mấy năm, đến năm 97 mới xuất hiện trở lại. Làng ca nhạc hải ngoại thiếu hụt giọng nam, chỉ có Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình nên CD bán được lắm, ông Lê Đức Cường nói. Theo đánh giá của người sáng lập Người Đẹp Bình Dương, ở ngoài đời Mạnh Quỳnh là một nghệ sĩ rất dễ mến. Mạnh Quỳnh mềm mỏng lắm, nói chuyện dễ thương, nhẹ nhàng. Mấy chục năm qua, Mạnh Quỳnh vẫn vậy, luôn luôn ngọt ngào. Khán giả đặc biệt yêu thích sự kết hợp giữa Mạnh Quỳnh, Phi Nhung. Có người yêu thích đến mức chỉ muốn đẩy thuyền cho cặp đôi này nên duyên ngoài đời, bất chấp Mạnh Quỳnh đã có gia đình êm ấm. Mạnh Quỳnh gặp Phi Nhung khi Phi Nhung vẫn vô danh, còn anh đã được khán giả biết đến. Mạnh Quỳnh đến với tôi hơn một năm, nổi tiếng rồi, ông Cường nói. Vì Mạnh Quỳnh bán CD bên Người Đẹp Bình Dương tốt nên đã lọt mắt xanh trung tâm Thúy Nga. Mạnh Quỳnh được Thúy Nga mời về. Theo ông Lê Đức Cường, hồi đầu Mạnh Quỳnh hát đơn ca chưa tạo nhiều dấu ấn với khán giả của Thúy Nga. Sau đó, Mạnh Quỳnh song ca với Phi Nhung cũng chỉ chớm thành công, chưa gây ấn tượng mạnh. Đến khi Mạnh Quỳnh đề nghị để anh hát cổ nhạc với Phi Nhung, vì Mạnh Quỳnh xuất thân cổ nhạc thì thành công vang dội. Theo người sáng lập Người Đẹp Bình Dương, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung thành công là vì khán giả người miền Nam của Thúy Nga đông, lại nhiều người lớn tuổi nên họ thích tân cổ giao duyên. Mạnh Quỳnh, Phi Nhung đã chiêu đãi đúng món ăn tinh thần ưa thích của họ, nên ăn khách là điều tất nhiên. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.